chấp nhận là chìa khóa của hạnh phúc. Kỳ thực, trên đời này không ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ra. Học cách chấp nhận cuộc sống. Trong cuộc sống này, không ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự tủi thân và uất ức của chúng ta, cũng chẳng ai có trách nhiệm phải quan tâm đến sự thất vọng của chúng ta. Vậy nên chúng ta cần phải đối diện với sự thật, cần bài học được cách chấp nhận vạn sự vật trên cuộc đời này. Nếu như có ai đó thất tín với chúng ta chỉ trích họ, liệu có tác dụng thay đổi được gì không? Đương nhiên là không thể. Điều có thể chính là học cách chấp nhận, xem đó như một bài học cho tương lai. Người khác lừa dối chúng ta phơi bày sự thật của họ, liệu có thể đảo ngược thời gian không? Đương nhiên là không thể. Vậy nên, hãy chấp nhận nó, chấp nhận một sự thực rằng, vì chúng ta có giá trị nên mới bị người khác lợi dụng. Nếu như có ai đó nói xấu bạn, bạn chấp nhận đúng sai với họ, liệu có thể thay đổi thành kiến của họ không? Đương nhiên là không thể. Điều có thể chính là chấp nhận sự thật này và đừng làm sống tiếp không hổ thẹn với lương tâm. Trong cuộc sống, chúng ta không thể mong muốn tất cả mọi người đều đồng thuận với ý của mình. Người đầu tiên phải nghe những lời nói xấu về bạn lại chính là người nói ra chúng. Và cũng vì như thế, khi người thân của chúng ta phải ra đi, chúng ta đau khổ kêu gào hỏi để có thể mang họ quay trở về không? Câu trả lời chắc chắn là không. Điều có thể vẫn cứ là phải chấp nhận sự đau khổ. Cuộc sống chính là như vậy. Có hợp, ắt có ly. Ly thương, ly hợp, đó là điều không thể tránh. Nắm chắc phút giây hiện tại. Thời gian vốn dĩ không có việc nào không thể làm, không có con đường nào không thể đi, chỉ có lòng người đủ quyết tâm hay không. Đau khổ, trở ngại, vấp ngã, yêu và hận, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép của cuộc đời, nhờ có chúng mà đời thêm màu sắc. Vậy nên, hãy nắm chắc hiện tại, sống cho thực tế với chính mình trong mỗi phút giây. Có thể, mỗi chúng ta đều luôn mơ ước và hy vọng ngày mai tươi sáng. Tuy nhiên, ngày mai có thực sự tươi sáng hơn hay không? Ngày mai liệu chúng ta có thực sự bắt tay vào thực hiện những ước mơ, hoài bão của chính mình hay không? Chỉ có thể với hiện tại, chỉ có sự nỗ lực với hiện tại mới có sống cho ngày mai tươi sáng. Cuộc sống là không có chờ đợi ngày mai, hãy bắt tay và làm sớm nhất có thể. Bảo trì thiện lương, bao dung, buông bỏ là chìa khóa của hạnh phúc. Mỗi một lần đau khổ chính là một lần trưởng thành. Có những lúc chúng ta không thể vì một đôi giày đẹp để đi, nhưng ngoài kia còn có bao nhiêu người, ngay cả đôi chân còn khiếm khuyết. Vậy nên thà rằng khoan dung cho người khác, chứ không cầu người khác khoan dung cho bản thân mình. Vì sao? Người khác ám hại chúng ta, đánh chúng ta, phỉ báng chúng ta mà chúng ta vẫn không nên hận họ. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn nên bảo trì một tấm lòng thiện lương thanh tịnh. Là vì thiện lương chính là bản tính của mỗi người. Làm người chúng ta không thể chọn con đường ác được. Bởi ác có ác báo, thiện có thiện báo. Trên phương diện tình cảm, bao dung cho khiếm khuyết của người khác chính là bao dung cho chính mình. Trên đời này không có cuộc hôn nhân nào hoàn mỹ. Hạnh phúc chính là thành quả của sự bao dung cấu thành. Cuộc sống thoải mái không phải là vì cuộc sống đầy đủ nhất, mà là cuộc sống có thể buông bỏ được nhiều nhất. Buông bỏ ham muốn, buông bỏ dục vọng thanh niên, buông bỏ so đo với người khác, càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Suy cho cùng, vàng đầy kho, áo đầy nhà, biệt thự nghìn thước thì cũng ngày cơm ba bữa, áo quần hai bộ, tới giường một chiếc mà thôi. Tham lam mọi thứ cũng chỉ là vật ngoài thân, nhưng khổ lại ở trong lòng. Sống trong ánh mắt của người khác cũng chính là phó mặc cuộc đời cho người khác quản. Đó đâu còn là chính mình nữa. Mong cầu người khác hiểu mình, không mong mình tự hiểu được chính mình. Thế gian trăm nghìn biến hóa, lòng người cũng như gió thổi thuyền đưa. Sống chiều thay đổi cũng là điều dễ thật. Vậy nên, đâu là ý nghĩa cuộc đời,
Đây là đạo lý nhân sinh. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi tìm được cho mình một đáp án. Đau khổ của con người thông thường được bắt nguồn từ những theo đuổi phù duy của chính mình mà thôi. Khi con người học được cách chấp nhận với hiện tại và buông bỏ dục vọng càng nhiều thì đau khổ càng ít, hạnh phúc sẽ càng nhiều. Kỳ vọng. Trên đời này không có ai có thể khiến chúng ta đau khổ ngoài chính bản thân mình, và cũng không ai có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta ngoài bản thân mình ta. Quá khứ đã qua mà tương lai còn chưa tới. Đường đời sau này của mỗi chúng ta, sướng hay khổ, buồn hay vui, đều do chính mình quyết định. Học cách chấp nhận với thực tại chính là chìa khóa bước vào cánh cửa hạnh phúc của tương lai.